Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá loài sinh vật được mệnh danh là sát thủ của đại dương, cá voi sát thủ. Trong video này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những điều thú vị, hài hước và đầy bất ngờ về loài động vật biển kỳ lạ này. Từ cách săn mồi tinh vi, tổ chức xã hội độc đáo, đến những câu chuyện thực tế cười ra nước mắt về tính cách quá trời đáng yêu của chúng. Bây giờ, hãy cùng lặn xuống đại dương xanh thẳm để khám phá thế giới của cá voi sát thủ nhé. Phần 1. Cá voi sát thủ là ai? Hóa ra, không phải cá voi. Vâng, đầu tiên chúng ta phải nhắc đến cái tên. Nghe thôi cũng đủ làm bạn tưởng tượng ra một loài vật khổng lồ, đáng sợ và cực kỳ hung dữ rồi. Nhưng sự thật thì sát thủ đại dương này không phải là một con cá voi thực sự. Ngạc nhiên chưa? Cá voi sát thủ với cái tên đầy mạnh mẽ, Orcinus orca, thực chất là một loài thuộc họ cá heo. Đúng rồi, bạn không nghe nhầm đâu. Cá voi sát thủ chính là một siêu cá heo trong thế giới đại dương. Cái tên Orcinus orca này xuất phát từ thần thoại La Mã cổ đại. Trong đó, Orcinus có nghĩa là của địa ngục. Một sự kết hợp kỳ quái của một loài cá heo dễ thương và một chiến binh địa ngục, phải không nào? Không chỉ có kích thước khổng lồ mà loài này còn sở hữu một danh sách dài các kỹ năng săn mồi đáng gờm, khiến chúng thực sự là những kẻ cầm đầu của đại dương xanh. Phần 2, gia đình mafia đại dương, tổ chức xã hội đỉnh cao của cá voi sát thủ. Nếu bạn nghĩ cá voi sát thủ là những chiến binh cô độc săn mồi trên biển thì bạn đã nhầm to rồi đấy. Loài này sống theo bầy và mỗi bầy cá voi sát thủ hoạt động khác gì một tổ chức xã hội mafia của biển cả. Mỗi nhóm đều có một con cái lớn tuổi nhất, một chỉ đại với trách nhiệm lớn lao là dẫn dắt bảo vệ đàn và điều hành mọi hoạt động của bầy. Hầu hết các loài động vật lớn có tổ chức xã hội phức tạp đều theo chế độ phụ hệ, nhưng cá voi sát thủ là một ngoại lệ với chế độ mẫu hệ. Trong đàn, những con cái đóng vai trò là chị đại, điều hành và giữ vai trò bảo vệ đàn. Chị đại không chỉ có trách nhiệm tìm kiếm mồi mà còn có khả năng điều khiển mọi thành viên trong gia đình. Hãy thử tưởng tượng một gia đình lớn với các thành viên đều tuân lệnh mẹ đại bàng. Đây chính xác là hình ảnh của một đàn cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ có một cấu trúc xã hội gắn bó chặt chẽ, đặc biệt là tình cảm gia đình. Mỗi cá thể trong đàn luôn sống cùng nhau và không rời xa mẹ mình. Điều này có nghĩa là các thành viên trong đàn sẽ ở bên cạnh nhau suốt đời. Các con cái nhỏ sẽ không bao giờ rời xa mẹ, học hỏi từng kỹ năng săn mồi và bảo vệ nhau. Ngoài ra, cá voi sát thủ còn có khả năng giao tiếp đáng kinh ngạc. Mỗi đàn đều có một ngôn ngữ riêng, với các âm thanh đặc trưng mà chỉ các thành viên trong đàn mới hiểu. Đây có thể gọi là phương ngữ đại dương, một loại ngôn ngữ mật chỉ được truyền trong đàn mà không phải ai cũng biết. Những âm thanh này là sự kết hợp giữa tiếng rít và huýt sáo, được sử dụng để truyền đạt thông tin về thức ăn, cảnh báo kẻ thù, hay đơn giản là tám chuyện khi nhàn rỗi. Phần 3. Những chiến thuật săn mồi đỉnh cao. Khi cá voi sát thủ hóa thành điệp viên biển cả, Sanka, không phải tự dưng mà cá voi sát thủ lại được coi là sát thủ của đại dương. Sự thật là cá voi sát thủ sở hữu một các kỹ năng săn mồi và chiến thuật cực kỳ tinh vi, biến mỗi cuộc săn mồi trở thành một nhiệm vụ đáng nể. Khi nhắc đến cá mập trắng lớn, nhiều người nghĩ ngay đến kẻ săn mồi nguy hiểm nhất đại dương. Nhưng với cá voi sát thủ, cá mập trắng cũng chỉ là một con mồi khác. Cá voi sát thủ đã phát minh ra một kỹ thuật săn mồi tinh vi, lật ngửa cá mập bằng cách sử dụng đầu và thân để đẩy mạnh cá mập trắng vào thế lật ngửa. Cá voi sát thủ khiến cá mập choáng và rơi vào trạng thái bất tỉnh tạm thời. Đây là lúc cá voi sát thủ giằng tấn công vào các điểm yếu và thưởng thức bữa ăn của mình. Khi thấy hải cẩu đang ung dung nằm trên tảng băng, cá voi sát thủ không thể lao lên băng trực tiếp. Vì thế, chúng đã phát triển một chiến thuật độc đáo. Cả đàn sẽ bơi thành hàng ngang và dùng lực để tạo ra một cơn sóng lớn, đánh vỡ tảng băng hoặc làm hải cẩu rơi xuống nước. Đây là một chiến thuật mà bạn phải ngạc nhiên vì khả năng suy nghĩ và hợp tác của chúng. Với vận tốc lên đến 56 km/h, cá voi sát thủ là một trong những loài động vật biển có vú nhanh nhất. Khi gặp những con mồi nhỏ như cá hay hải cẩu, chúng sẽ phóng mình trên mặt nước với tốc độ cao, khiến đối thủ không kịp phản ứng,
Không chỉ có vậy, đôi khi chúng còn bơi lên sát bờ và tóm lấy hải cẩu một cách đầy táo bạo. Một trong những chiến thuật khác của cá voi sát thủ là sử dụng những cú húc mạnh để làm choáng con mồi. Với các loại cá lớn, đàn cá voi sát thủ sẽ bao vây và tấn công từng đợt, dùng đuôi và đầu để hù dọa, khiến con mồi hoảng sợ và mất phương hướng. Phần 4. Các loại cá voi sát thủ và lối sống đặc biệt. Trong thế giới của cá voi sát thủ, không phải tất cả đều sống và săn mồi giống nhau. Thực tế, các nhà khoa học đã chia chúng thành 3 nhóm chính. Mỗi nhóm lại có những đặc điểm và thói quen săn mồi riêng biệt. Loại định cư, những kẻ thân thiện. Đây là nhóm cá voi sát thủ ít hung dữ nhất và thường sống gần bờ biển. Chúng chủ yếu ăn cá và sống trong các nhóm gia đình rất gắn bó, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Những kẻ thân thiện này sống ổn định trong các khu vực nhất định, ít di chuyển xa và thường xuyên xuất hiện ở vùng Đông Bắc Thái Bình Dương. Chúng có cách săn mồi nhẹ nhàng hơn, chủ yếu nhắm vào các loại cá, đặc biệt là cá hồi, và ít khi gây hại cho các loài thú biển khác. Loại di cư, những kẻ phiêu bạt đại dương. Khác với nhóm định cư, cá voi sát thủ di cư là những kẻ săn mồi chuyên nghiệp và hung dữ hơn. Chúng không ngại di chuyển xa, liên tục di cư và săn mồi ở khắp các vùng biển trên thế giới. Loài này thường săn các loài thú biển lớn như hải cẩu, sư tử biển và thậm chí là cá mập. Chúng sống thành từng nhóm nhỏ và linh hoạt hơn, tạo thành một đội quân săn mồi lợi hại, không ngại đối đầu với bất kỳ loài nào trong đại dương. Đây là nhóm cá voi sát thủ ít được nghiên cứu nhất vì chúng sống ở những vùng xa bờ khó tiếp cận. Loài xa bờ chủ yếu ăn các loài cá sống theo đàn và rùa biển và ít khi xuất hiện gần bờ. Cá voi sát thủ loại xa bờ thường sống thành nhóm lớn, đôi khi lên đến 200 cá thể. Kích thước của chúng cũng nhỏ hơn các loại khác, nhưng việc sống xa con người và bí ẩn đã tạo nên một vỏ bọc đặc biệt mà các nhà khoa học đang dần tìm hiểu. Phần 5. Chuyện thú vị về cá voi sát thủ khi sát thủ cũng lém lỉnh. Dù là sát thủ, đại dương cá voi sát thủ cũng có khía cạnh hài hước và các câu chuyện viện về chúng trong thủy cung luôn mang lại những tiếng cười sảng khoái. Ném bóng cho khán giả. Ở các thủy cung, cá voi sát thủ được huấn luyện chơi bóng cùng huấn luyện viên và chúng dường như rất thích thú với trò chơi này. Đặc biệt, chúng còn tung bóng lại cho khán giả mê, biến mỗi lần chơi bóng thành một màn giao lưu vui nhộn. Cảnh cá voi sát thủ phối hợp với người xem khiến tất cả bật cười bởi ít ai ngờ rằng một loài sát thủ lại có thể tương tác một cách lém lỉnh đến vậy. Cá voi sát thủ trong thủy cung thường thể hiện bản tính tinh nghịch của mình qua việc phun nước lên khán giả. Khi thực hiện các màn nhảy lên khỏi mặt nước, chúng có thể hất nước lên hàng ghế phía trước hè khiến khán giả ướt sũng và đồng thời bật cười thích thú. Có vẻ như loài này cũng rất vui khi thấy phản ứng bất ngờ của con người. Nguồn cảm hứng cho các bộ phim. Không chỉ là sát thủ của đại dương, cá voi sát thủ còn là nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim từ tài liệu đến hoạt hình. Hình ảnh của chúng thường tượng trưng cho sức mạnh, sự thông minh và tình cảm gia đình bền chặt. Chính sự pha trộn giữa sự đáng sợ và đáng yêu này đã giúp cá voi sát thủ trở thành loài vật mang sức hút đặc biệt trên màn ảnh lớn. Phần 6. Kết luận. Sát thủ quyến rũ của đại dương. Cá voi sát thủ không chỉ là những sát thủ với kỹ năng săn mồi điêu luyện mà còn là biểu tượng của sự thông minh, tình cảm gia đình và sức mạnh của tự nhiên. Qua những câu chuyện vừa rồi, hy vọng bạn đã thấy rõ hơn khía cạnh đa dạng của loài cá voi sát thủ, vừa đáng sợ vừa quyến rũ, vừa nguy hiểm, vừa có nét tinh nghịch đầy bất ngờ. Những đặc điểm như tổ chức xã hội mẫu hệ, kỹ thuật săn mồi tinh vi và khả năng giao tiếp độc đáo của chúng là minh chứng cho sự tiến hóa kỳ diệu của tự nhiên. Cá voi sát thủ thật sự là một trong những sinh vật biển tuyệt vời nhất, khiến chúng ta thêm phần ngưỡng mộ sự đa dạng của cuộc sống dưới đại dương. Cảm ơn bạn đã đồng hành trong chuyến phiêu lưu khám phá loài sinh vật kỳ thú này. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo về thế giới động vật nhé!